Hello, soy Đức Hiếu và mình cần trên này Mr. Leo Pro sẽ cho mình một video sống của được chúa và mình cần video thứ mấy gặp nhớ Mr. Leo Pro sẽ cho mình những người đặc biệt nâng ngôn một tầm thi thơ vật rồi cho em đoán là hạt thơ tầm thi rồi thì bây giờ này power rồi cho các tôi được mấy hạt tay nên bốc cho nó hình hạt tay lên thật thật á đi thêm một mấy clear nhận thêm người đặc biệt một mấy clear có nghe cho mà căn nhẹ thôi rồi tớ mà thôi rồi tớ nữa tớ mà tớ mà thấy gì mà hụt lắm được kia anh đang nhìn theo anh đây nè và chăm rồi tao anh đang nhìn theo anh tới ở phải thế thôi thôi đâu thì thơ để cầm cầm thì nè thế thế nữa thôi. Nhưng ông chẳng thân là ông chẳng đó. Bây giờ chẳng là chẳng trẻ tính đó. Thì vậy mà người vậy mà chẳng hỏi. Thế nên ông chẳng đọc cho ông chẳng lần lần nữa cho khổ một cạnh bằng nặng đó. Cạnh bằng nặng như đó. Bằng nặng chẳng vì chụp lừa mấy mấy ông để hạ xuống để những chụp hàng khổ lên phía hai tay dừng ô chơi mà hai tay trắng vì lần lượt cho họ như thế tay đặt ba mươi tuổi mình tích rồi thà bây giờ này nhớ thu một mùa thu cho mọi người thu chị này thu mọi người Three nó hay ngay nó hay giờ rồi đâu nhỉ bài tập nhỉ giờ đã chuyển máy hay đi nhập play quá dân bắt tay lấy tí nữa thì chuyển lượng bình quá tí bắt tay lấy về chào mọi lười cho người để sạch play nhé thì tới giờ lại trong máu nhớ tới chuyển lên đi mà thì giờ này quá dựng ba cục mờ này để chuyển máy chứ như đây chuyển ra này dòng bây giờ nhé điện do này gì là mười chị mười dòng máu hai đây dân chị bộ máu như lười này nữa chắc hai đây rồi nhận nó hai trong your style style rồi mình clear mình đại mở mình clear chắc chắn nói dân thôi thôi mà dân chị lười à như vậy là như thế đó chị lười hụt tục ta máu tới khi nắng gầy đầu được chỗ hơi máu chuyện ốc chơi tầm mưa thần nữa nhé nhìn thấy cho đồ ăn là khay cái hụt mình đây chẳng chuyện lơ máu thì khay khay mình miệng nhỉ nhớ nó bia khay nhớ giờ chuyện play mưa thần nó bia khay miệng miệng chẳng lạnh nữa nhé bột má nữa nhỉ bột má ở đây những thay cởi má cởi mới over về mà ở bị tàu dưỡng giải mưa nữa nhé thế nên thấy xong rồi chỉ được bao nhiêu plat như này nè nó nghe phải gọi nhiều hơn ấy nhiều bao nhiêu Mister Thiệt này yeah. Please welcome to Khmer Remix in Cambodia yeah. Please welcome to Mister. Thế nên hãy chọn hai này bộc lối nên hãy sửa rẻ cho mọi những cái mưa thanh nhưng mưa à lối vào nhìn vào nhẹ đời nắng nhìn vào chén nhìn vào nhẹ nhìn thế thế này.
về cho việc bốc mọi người ăn chạy trắng ăn đừng chạy lục chạy ăn cắt cho mà cắt cho máu cắt cho máu hói hói tơi giờ cắt cho mà hói cắt tiệt ăn tiệt gì đây thông thường chất tiết nên hay cắt ở cho mặt lại toàn lên ốc á lên ốc những cái gì chứ đó thế tại những khác cái nào này sửa thơ đây nó ai thì ô là ai thì phải dán đường thâu rồi cả nó chân hơi nhưng chân chạy máu dừng đã máu nhớ nghe cái này là hơi đế cái đấy này hơi mơ đấy mơ sẵn chết như cái style này style nhá nhưng mà giờ style thấy giống như là style mua mua cuối cuối cho nhà thơ phở này nhà thơ phở muốn style cuối cho nhà thơ phở bây giờ anh nhầm tay phở và như dũ video mới nhầm phở mũi welcome to Khmer Remix in Cambodia nên ở đó là riêng trong này nó miệt nào nó như thế trên mấy giờ ít ở ít này nó kia nếu như mưa thì nó ôm mưa ôm mưa sao nó mưa đi ít ở đó là riêng tại đi mưa thì anh ấy kia vì là lỗi cho chết đâu với nhiều đâu với nhà hết nhưng mưa thì rồi cũng được qua rồi mưa bị đổ như thử rồi hơi bị đổ mình chơi ấp giờ hôm nay tí nhá cũng chăn được một cái sắt nhấn nhẹ nhưng thấy vậy này này thì mình bị nó tụt chạy vì dương ở môi dương cắt tụt chứ mình bị tiền mà dương nhớ dương lửa ít nhóm máu nhấn đã bạn chồng phải thấy nhưng chạy đặt tiền đang cho tiền đây cái khen vì tàu dương mới tới lạnh thì từ men bản hiện original và dương men dương men thật bản thật bản hiện men bên ta mua bị tội nhớ cua tùm đầu đi rồi mà cha rồi mà cha thì cái khế của kia thay rồi bây giờ gặp tội thấy tùm đầu này lấy bơ xong ấy dạ mặn mà nhầm lấy bơ xong ấy please welcome to Khmer Remix in Cambodia dạ rồi khi nào ta nói nhé cách lại cho mình lại nhé lại là ta nói nhầm cái này và chúng ta hỗn đạo này nè, dừng phải khánh đang đang cầm thì nó mới đi, và như chuyện còn lại nó mới thì bên trời, thế nhưng trong cách thì lại lại con quá hơi bên áo như này nhé, thì mới đang thấy hơi đang đấy, thì play mới chậm chứ, nick xài nhở này thấy, nên nhận đạo xài mùi thì mùi gì, này, tránh cái tên nấu quá, nó bị ơi, mà chúng ta hỗn đạo thì khẽ này vì bên dẹp con đang cầm thi mà, tiếng sủa cạn, nhưng thế, nick xài họ bọn nó cái mờ mà. Này, video đang dự tiến nè, chứ check subscribe cho này giùm không? Mr. Đạo Pro đang ai cho bài bản mà khe nè, nên em thơ cầm thi lạch lại chở nè. Thơ rồi, cầm thi khai mở tơ, có biến được power rạch tơ này, còn tay vì lạc lạc khóc nế, tự khăn là dương bắt đầu đỏ rõm mưu.
cảm thấy nó chắc là rõ mơ khả năng đó nè. Dân thử dân chẳng chắc cắt ấy mối dân thử mơ mơ vì ấy chút mắt nó play mơ nè. Welcome to Khmer Remix in Cambodia. Please welcome to Mr. C on the mix. Chuyện vì style nó bị sạt vì chúng ta mà khẽ nhận đạo vào đá nếu như ta tới giờ ta chỉ ta ta chỉ rẽ qua rẽ ta ví dụ tôi hoa style chúng ta ai mơ họ đó chúng ta style này mơ thần nên là kia tại nó mới sửa đại nhân sửa đại chứ hai bia đã xa đó nông cầm thi style xịn viết đã xa nông này đó style original đã xa bữa nay giờ đã style yếu thôi nhưng lúc style cháu đã style thêm rồi đó là những đã chọn đã style rồi style sai đã sai gì đó rồi style sai chết chỗ đó thì thôi đi style sai những đó nó bị vỡ đá nè được không bây giờ chết đá hồi bây giờ chết đá giờ chết rồi nhóm ở chết rồi vậy mẹ nhóm ở chết rồi giờ rồi thử cái này giờ chơi nhạc A đây nhớ đấy khi chơi nhạc A này bắt đầu style cái xin chơi nhạc nhóm đục tay cho đặt style xin kia đặt style xin kia mà đây men style sai style đây hoi đó giống sao mượn khay bây giờ là bây giờ đâu đâu style style nó mượn thử khay style đây hoi luôn đi mượn thử khay mà chấm hết tiếng nhật đó là style mua style sạch hơn chứ mua dối mượn thử khay nữa luôn ô mượn khay nữa này mượn khay này giờ đã style đúng không có một cái khoa khoa như vậy. Style được bạn thấy là style phơi bánh à style rồi vì hơi hơi á hiện phơi bánh hơi hơi cho má nã style định máu gì kia nè nè khi xì kia nè nè khi xì kia nhái rồi hay bị đánh nhát xem á nè giọng man style chắc mà style chơi nè nè giọng trả luyện đào style nè nhớ chôn nó máu
hãy giống cho nhà đạo này nhưng mà giống mình style đó nữa style bên trên chỉ style đấy style những đau nhưng mà trong những không thấy đấy style phở những phở bán đi những đau nhưng mà những flame mới xanh style bên trên mới giống tới giống ưu tiên hoa vậy giống tận đau đi kia bây giờ làm những phần tao vạ thơ đi style style pro cái bên dùng phở này đang là những đặt style là mười tiếng hai thấy những lúc style chào á style chào style phở bắt đầu em mơ nhưng mà hai style chờ nè 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 vừa mình trong ngon thằng cam thì nó nhận đam này ai chụp logo chụp logo power rich tên là hàng khổng nè hàng chụp đăng chụp đăng chấm hai tin bọc mà nhầm to lắm đó là facebook nhóm hàng khổng description này có thể chuyên like subscribe cho nên nhầm đồng khoa ai chụp ăn một khe nhầm năng miền cả freestyle sẽ chia sẻ tiền năng này chụp nha video cry này bye bye xin liên nào nha.